Hi, xin chào tất cả anh em nha. Nay Nông Cơ Vinh Quang mình mới về một số chiếc xe đây. Thì mình cũng quay qua video để anh em tham khảo nha. Nếu mà anh em nào có nhu cầu về những chiếc xe như thế này thì xin vui lòng liên hệ với bên mình ha. Đây, chiếc này thì đây anh em. Cái này là chiếc T72 nha, rất là mới. Máy đen. Rất là mới nha. Rất là mới máy này. Cái dàn áo của nó cũng đang màu zin này nha, nghề T72 này, rất là đẹp. Khung cabin rất là đẹp nha. Xem qua nội thất bên trong ha. Anh em nào có nhu cầu về chiếc này thì liên hệ bên mình ha. Trước đây mình cũng có bán một chiếc dòng như thế này là dòng T82 nha, 82 về Quảng Nam đó. Xe về rất là nhiều, do đó mình sẽ quay sơ lược thôi ha. Anh em nào vài hôm sau thì mình dọn xong chiếc này thì mình sẽ quay cho anh em kỹ hơn ha. Này, yên này, rất là mới, yên rin này. Hệ thống thủy lực này, rất là mới nha. Áo rất là mới. Bên cạnh mình đây là chiếc 8020 nha. Chiếc này cũng mới về nè. 8020 là anh em. 8020 này. 8020 nha. Chiếc này thì nó bánh nó xài 8 chân ốc nha. 8 chân ốc nè. Máy của nó đây, máy cũng rất là khô nha. Cái động cơ của nó đây anh em. Động cơ 6 máy nha, 8020 nha. Cơ thì rất là mới đây. Lốp này thì nó có răng rồi anh em nha. Tuy nhiên nếu mà đóng sơ mi mà thì vẫn có khả năng chạy được đây. Chiếc này là máy bãi anh em nha. Dàn áo thì còn rất là đẹp. Rồi, mình quay qua mấy chiếc đẹp này cho anh em ha. Mấy chiếc mới về này. Bên cạnh mình đây là một chiếc 825 nha. 825. 825 rất là VIP. Thời gian qua thì rất là nhiều khách hỏi mình về chiếc 825 này. 825 đây anh em. 825 thì cái chữ nó bằng nhựa nha. Chữ bằng nhựa này. Ống bô rất là đẹp nè. Ống bô nó rất là đẹp nha. Đây, ok, máy của nó đây nè. Máy quá đẹp. Máy này, cục phát máy lạnh còn rất là sáng này. Này vẫn còn 7 màu rất là đẹp nè. Heo nè. Cái này dọn ra thì rất là mới đây. 4 máy động cơ 825, động cơ 4 máy nha. Động cơ 4 máy này rất là đẹp nha. Còn rất là mới đây. Cái này mới tinh luôn á. Nên qua cầu trước của nó nè. Cầu của nó quá trời mới. Chiếc này rất là đẹp nè. Cầu rất là khô nha. Hệ thống cầu khô nè. Hai bên ụ cầu rất là khô nha. Rất là khô nè. Rất là đẹp nha. Cái màu áo của nó thì cái màu sơn bây giờ vẫn còn móc đây này. Đó, rất là đẹp. Có cái mặt nạ này thì cái màu nó không được đẹp lắm thôi. Cái này thì có thể giảm lại này. Khung cái này nó xài máy lạnh này. Xe rất là đẹp nha. Bánh sau của nó cũng rất là đẹp này. Bánh sau của nó mâm 34 nha. 6934 này. Bánh trước của nó đây nè, rất là đẹp. Bánh trước của nó để xem và xài bánh bao nhiêu đây ha. Cỡ này chắc số khoảng cỡ 10 mấy đây, để coi cho kỹ nha. Bánh trước của nó xài ai 11.224 nha. Bánh mập này, coi qua cái khúc số của nó nha. Wow, khúc số rất là đẹp, quá khô. Số nó rất là khô, rất là đẹp nha. Đây cái đùi của nó đây. Đùi rất là mới nha. Phía sau cabin của nó đây nha. Nè, bên cạnh mình đây là một chiếc bé bé xinh xinh này nha.
bé bé xinh xinh 37 nha. Cái này rất là mới nha, này mới về luôn, rất là mới bánh sau này. Wow, rất là mới bánh sau, nó rất là mới nha. Dàn áo này, áo rất là đẹp, màu rin của nó nha, rất là đẹp nha. Những cái sàng này rất là đẹp. Dĩa này được bán ra giá hơn 100 anh em nha, rất là đẹp. Anh em nào có nhu cầu thì những cái xe này thì liên hệ bên mình nha. Dynamo này rất là sáng này, cái này mới lắm luôn á. Cái này 37 nha. Đây, động cơ cũng còn rất là đẹp nha. Còn cái này thì có dính, cái này thì ít, này rửa ra bình thường thôi nha. Máy heo máy rất là sáng này. Rồi, ok, chào tất cả anh em nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã thời gian qua đã ủng hộ kênh của bên mình ha. Rất mong anh em cho một like đăng ký để video chạy nhanh hơn nha. Chào và cảm ơn anh em rất là nhiều nha.